trong tab setting này, phần system này đấy, đến đây chúng ta sẽ quan trọng phần square này. Đây chúng ta sẽ có một vài cái tính năng. Cái tính năng đầu tiên đó là triangle này là như thế nào, bấm render nhé. Khi chúng ta để tính năng triangle ấy, thì các cái ô render clip của chúng ta ấy, nó sẽ là các ô hình tam giác này, cái render thì hình tam giác đấy, nó tính toán cái hình tam giác như này, được chưa? Và nó finish bức hình tiếp theo hình tam giác này, hết được một hình tam giác nó sang đến hình tam giác thứ hai, và chúng ta sẽ có 8 hình tam giác ghép lại với nhau. Đấy là tính năng này render như này, và lúc nào nó cũng là hình tam giác nhé, đó là triangle stop lại. Và tiếp theo trong cái phần square này, chúng ta để tính năng là top button sẽ render từ trên xuống dưới, render bức hình của chúng ta sẽ hoàn thiện từ trên xuống dưới. Mình khuyên các bạn dùng tính năng này nhé, còn thấy bạn nó hoàn thiện bức hình từ trên xuống dưới. Cái tính năng này hay cái là chúng ta stop ở bất kỳ lúc nào. Bây giờ ví dụ mình có render lại thì mình khoanh một vùng, nó sẽ dễ hơn tính năng là triangle. Triangle chúng ta sẽ không khoanh được nha, mình khoanh một vùng như thế này, mình chỉ render từ đây trở xuống thôi. Còn nếu chúng ta quay lại cái bức hình triangle này, được chưa? Bây giờ nếu mà mình muốn render lại bức hình này thì mình phải khoanh cái kiểu này. Lần đầu tiên mình khoanh kiểu này đúng không? Lần thứ hai bạn khoanh kiểu này. Kiểu gì bạn cũng phải mất một nửa, kiểu gì cũng phải render lại như thế này. Do đó mình hay sử dụng tính năng kia là vì thế. Được chưa? Là dùng tốt nhất cần sẽ tiện cho chúng ta hơn. Hoặc là các bạn sử dụng tính năng này NetBrite cũng được, nó sẽ tính toán từ trái sang phải, bạn dùng tính năng này cũng được, và bức hình chúng ta sẽ được hoàn thiện từ trái qua phải, thì chúng ta dừng lúc nào cũng được. Và sau này chúng ta render tiếp nó cũng không phải mất nhiều thời gian tính toán lại các cái phần đã render xong, và thế các bạn nó chạy từ trái qua phải. Thì nghĩ chúng ta render được một mảng nào đó rồi, chúng ta có thể stop bất kỳ lúc nào, sau đó chúng ta sẽ render tiếp, được chưa? Stop lại. Ngoài ra nó còn một vài cái tính năng nữa, nó là chức năng check, nó sẽ render u chẵn lẻ chẵn lẻ chẵn lẻ, nó tính toán chẵn lẻ. Cái này thì bạn dùng cái này thì không, nói chung cũng không nên dùng tính năng này. Là bạn thấy bạn cứ render cứ cách một ô một tí nó quay lại nó render ô kia. Cái này thì chúng ta là tò mò chúng ta nhìn được bức hình nó như thế nào thôi, nhưng mà mình nghĩ không nên dùng tính năng này. Tí tò mò mình chỉ xong. Chứ cái này nó cứ render chẵn lẻ hết một vòng lượt nó quay lại bên trên này. Cuối cùng bức hình chúng ta render được 50% rồi nhưng cũng chẳng ra cái hình thù gì thật. Được chưa? Sau đó nó quay lại thế này. Được chưa? Vậy thì tính năng này không tốt. Và tiếp theo có chức năng nữa này nữa là chức năng spray. Được chưa? Cái này thì cũng không nên dùng. Nó sẽ tính toán từ giữa đi ra hình xoắn ốc. Được chưa? Nó xuyên tâm. Bởi vì nói đi nói lại, mình muốn khuyên các bạn một là sử dụng tính năng là top bottom trên xuống dưới, hoặc là NetBrite, là bấm render đi. Thì trong quá trình render chúng ta sẽ còn một cái tính năng nữa, tính năng chỉ chuẩn, là tính năng này flow mouse, dùng tính năng flow mouse. Bạn thích tò mò chỗ nào thì bạn chỉ chuẩn vào đấy trước, thì nó sẽ render ở chỗ đấy trước. Thì bạn dùng tính năng này thì ngon rồi. Bây giờ mình tò mò cái ghế này như thế nào thì mình sẽ kích vào chức năng flow mouse này, mình đưa đến cái ghế trước thì nó sẽ render cái ghế trước. Sau đó mình tò mò cái chăn này mình đưa đến thì nó sẽ render cái chăn trước. Mình tò mò cái tủ này mình đưa đến cái tủ nó render trước. Còn không thì cứ vậy nó cũng quay một vòng tròn như này, mà để chuẩn đâu nó render đấy. Mình tò mò chỗ nào thì mình di vào đấy, được chưa? Không mà cứ để chuẩn vậy thì nó render xuyên tâm, được chưa? Còn để góc này thì nó render từ góc nó render ra đấy. Thì nếu mà bạn dùng tính năng này thì hay hơn, không thì bạn tắt nó đi thì nó render từ trên xuống dưới. Đấy, thì bạn nên dùng tính năng này thì tốt hơn, bạn tò mò chỗ nào thì bạn dí chuột vào chỗ đấy nha.